Không thể tin được một chiếc xe Innova mà bên mình đã nâng cấp gói độ là 150 củ anh em ạ. Anh em cùng xem thử là những món đồ nào nha. Đầu tiên thì đây là chiếc xe Innova Cross phiên bản Hybrid, một chiếc xe mà bản cao cấp nhất của nhà Innova. Chiếc xe này ngày xưa anh em cứ biết đến là chiếc xe dịch vụ nhưng mà bây giờ không còn nữa. Bởi vì mức giá của nó là loanh quanh trên 1 tỷ thì không ai mua dịch vụ. Người ta chỉ mua dịch vụ đó là XL7 này hay là Xpander này. Đấy, chứ mua xe này thì quá đắt và mức giá nó gấp đôi so với là bằng hai chiếc gọi là Xpander luôn. Nên là về hiệu quả kinh tế thì nó sẽ thấp hơn. Và vì anh mua một chiếc xe màu trắng đấy rất là đẹp nên anh muốn bảo vệ cái lớp màu da nguyên bản bằng cách là anh đã trang bị một cái lớp BBF bên mình đã dán. Cái gói này là khoảng 25 củ. Thì nếu như anh em mà đi màu trắng này, dạ, nếu chúng ta đi rửa xe những cái chỗ như là nước giếng hoặc là những cái chổi lau mà người ta xoáy như này, nó xước rất là nhiều. Nếu mà có cái BBF này thì nó sẽ không còn lo xước nữa. Thì đấy là cái điều đầu tiên. Tiếp theo này, chiếc xe này hệ thống đèn nguyên bản, bên trên nó là đèn LED, LED H. Muốn sáng thì bên mình đã tư vấn anh Dài là một đôi bi gầm zin luôn, nói chung là nhìn như cậu ấy mỡ luôn, bắt chân zin. Cái này là đôi bi Vision V7. Đấy, nó có hai chế độ pha cốt và ba chế độ ánh sáng. Nên như này ánh sáng giúp chúng ta đi lại rất an toàn. Còn đối với chiếc xe bản thiếu, mình nghĩ là nó sẽ cắt đi cảm biến này. Nên chiếc xe này có rồi nên là mình cũng không làm gì thêm. Ở đây thì chiếc xe này mình đã dán phim cách nhiệt toàn bộ đấy, xung quanh xe luôn, với gói phim là cách nhiệt 3M cao cấp. Nếu anh em ít tiền hơn nhá, tấm mặt lấy loại xịn này, hai bên lấy loại xịn này, đằng sau này lấy loại vừa vừa. Nhưng mà vì anh Giai lấy bản cao cấp nhất nên là không tiếc tiền, anh nâng cấp toàn bộ là xịn hết. Ở phần hông xe có một chi tiết đấy, làm nên tính cách của chủ tịch, khép cửa nhẹ nhàng đấy, đó là món cửa hít. Cái này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái thói quen hàng ngày được tiếp cận những cái gọi là rất là tinh tế. Thay vì chúng ta đóng cửa mạnh thì chúng ta chỉ cần khép nhẹ. Khổ đau dò mấy chốc nhưng mà người ta có dám nói là khổ đau ấy. Sang mấy chốc đâu, sang đâu còn có của quá trình. Ăn nói nhẹ nhàng, khép cửa nhẹ nhàng, đi đứng lịch sự. Thì đấy là cái món đồ mà chỉ có những dòng xe mẹ phiên bản mười mấy tỷ mới có, chứ còn chục tỷ quay đầu cũng không có. Rồi tiếp tục nữa là cái bậc bước lên xuống. Đây là một chiếc xe gầm cao nên là khi mà trẻ con này, người già bước lên mà không có cái này thì nó sẽ khá là khó. Do vậy mà làm bộ này giúp bước lên dễ hơn này, rồi nhìn cái xe nó khỏe khoắn hơn này. Thêm nữa thì khi mà chúng ta cà vào đây đấy, thì có cái này nó sẽ bảo vệ, không lo móc vào đây. Móc vào đây là tốn rất nhiều tiền mà nó mất đi cái zin của xe. Tiếp theo phần đằng sau thì cốp điện chiếc xe này đã có, bởi vì đây là phiên bản Hybrid. Thiếu tiền nữa đâu mà không nâng cấp cái cốp điện. Nhưng bản thiếu ấy thì chắc chắn cũng bị cắt đi. Cắt đi là để làm gì? Giảm thiếu giá thành. Nên là nếu bản thiếu anh em có thể độ thêm nhá. Đấy, còn mà phần đằng sau này mình cũng lót thêm một cái lớp lưng này, để giúp vì phần đằng trong là nỉ bụi này, rồi nước này, rồi thì chở đồ chở điếc nó không an toàn. Nên là có cái này lau dọn vệ sinh là cực kỳ ok luôn. Chứ nếu mà hãng nó tặng cái này, nói thật anh em, tặng cho có thôi. Chứ dẫm lên 3 hôm nước hôi ủm ấy cả lên. Vào trong xe thì vô vàn những cái đồ công nghệ mình đã đắp thêm. Đấy, vịt hóa thiên nga luôn. Đầu tiên này anh em nào, quả màn hình siêu to khổng lồ luôn. Quả này đúng là iPad. Nó sẽ giúp cho không gian sang trọng này, rồi nó giúp chúng ta nghe nhạc, xem phim, tất cả mọi thứ bởi vì Android. Còn nếu như anh em muốn ấy giữ nguyên cái màn hình zin thì anh em có thể lắp thêm cái Android Box để biến cái màn hình zin nó trở thành màn hình Android. Thì nó sẽ rất là vào mạng công nghệ này, rồi nghe nhạc, xem phim nó rất là tiện lợi. Nó giống như chúng ta trong gia đình chúng ta có một cái tivi có thể vào được internet, thì cái gọi là ngôi nhà di động của chúng ta cũng có được cái thứ này. Tiếp tục nữa thì chiếc xe này mình cũng lắp thêm một cái cam hành trình này. Đấy, để ghi lại hành trình, để quan sát. Giống như ở trong nhà chúng ta thì chúng ta cũng có cái camera hành trình để camera quan sát trong nhà để còn theo dõi ví dụ như con cái các thứ. Rồi, tiếp theo đó là cái phần sàn. Cái phần này giống như ở trong nhà chúng ta là phải gọi là lát đá hoa. Thì chiếc xe này mình cũng lát một cái lớp nó gọi là thảm sàn lavo. Thằng này thì rất là xịn luôn, chống nước tuyệt đối, không tạo ra mùi, và đặc biệt ấy, lót vào xe nó rất là đẹp. Đây cái phần thảm sàn nhá. Đấy, đây là thảm sàn bên trên, thì đây nó gọi là giống như cái lót lớp chân mà chúng ta ngồi uống nước ấy. Đấy, hay là cái chỗ mà bếp hay là tất cả mọi thứ, thì để làm gì, để nước hay là ăn uống bẩn thỉu
thì rủ cái này ra luôn. Và đặc biệt là nó tông sạt tông nha anh em. Màu cà phê trùng với tất cả màu ghế cũng như là những cái màu táp lô của xe này. Đấy, nó tạo cho một cái không gian tông sạt tông. Mấy món đồ này mình chuyên là bọc nó cũng sẽ nhanh và nó sẽ vừa mép. Tiếp tục nhá, một món đồ nữa đó là gì? Tản mùi nước hoa. Ây, trời ơi, cái này đúng à. Muốn sang thì phải có nước hoa, nhưng mà nước hoa mà phải thổi vào điều hòa cơ. Zin 100% luôn. Nói chung là món đồ này là cái món đồ dành cho giới quý phái. Giống như anh em đi dự tiệc ấy, bình thường có xịt nước hoa đâu, nhưng mà đến một cái tiệc nào đấy mà anh em nó xịt nước hoa thì mình cũng xịt cho nó đồng loại. Thì xe cũng vậy. Nếu như anh Giai là một người tinh tế thì món cửa hít này, món nước hoa này là hai cái món mà anh ấy sẽ thích lắm. Tiếp tục nữa đây, chiếc xe này nha, là mình trang bị hệ thống cam 360. Nguyên bản nó đã có rồi, nhưng trang bị hệ thống này thì nó sẽ hay hơn. Nó ghi hình bốn hướng này, rồi nó xoay được nhiều góc, nó xem được nhiều cái chi tiết khác nhau. Thì anh em mà lắp cái này lái xe nó cũng sẽ an toàn hơn. Đấy, thì anh em nếu có tiền thì anh em nâng cấp. Còn không có tiền thì chúng ta nâng cấp cái màn hình, giữ nguyên cái camera 360 zin cũng rất là ok. Tiếp tục nha, nếu như mà cái cửa sổ trời này hiện tại là mình đang dán gọi là phim cách nhiệt thôi. Nếu anh em ăn chơi mà cửa sổ trời panorama này, Innova một trong những chiếc xe 7 chỗ mà nó cũng xịn sò trang bị cái hệ thống mà cửa sổ trời này đấy. Anh em làm thêm cái quả led trần sau băng nữa đúng không? Ngồi ở trong xe mà như ngồi ở thiên đàng luôn, ngồi ở khách sạn 5 sao luôn. Và để mà có một hệ thống loa hay trên chiếc xe này thì bên mình đã nâng cấp một quả loa trầm. Đấy, sẽ giúp cho hệ thống âm thanh hay hơn. Nhưng nếu anh em muốn hay hơn nữa thì anh em thay 4 quả loa cánh này với cả một quả DSP nữa thì đúng là chấm hết luôn. Và chiếc xe này thì ghế lái này là có ghế điện, nhưng mà ghế phụ chưa có thì bên mình đang tháo cái ghế này ra để chế cái ghế điện. Chúng ta sẽ được 6 hướng nghiêng ngả tiến lùi tất cả bằng điện. Xe hybrid thì chạy bằng cơ. Và dán PVF toàn bộ chiếc xe thì cũng không tiếc gì để dán những PVF ở phần bên trong xe. Đấy, những cái chỗ bóng này rất là dễ xước. Dán cái này thì tuyệt đối luôn. Nói chung là những vết xước nhỏ thì không bao giờ đến được, mà nó sẽ tự động phục hồi. Đấy, giúp cho cái khoang này nó sẽ luôn luôn mới. Anh em nghe này. Đấy, tôn nhá. Còn đây này, đã được chống ồn. Đã được chống ồn, như này hệ thống âm thanh nó mới hay. Và chúng ta đi lại nó đỡ ồn ào. Đấy, ví dụ ở đây là cũng đã được bên mình triển khai dán. Như vậy thì chúng ta sẽ có một cái không gian ngồi bên trong nó yên tĩnh hơn. Chứ đi là cứ nghe lao rào lao rào lao rào. Và đấy là những cái món đồ mà mình đã nâng cấp trên cái chiếc xe này. Tùy vào nhu cầu khác nhau của anh em mà anh em có thể chọn cho mình một cái gói độ xe hợp lý nhất. Ví dụ như là chúng ta chỉ cần đèn sáng thì lắp đôi đèn thôi. Chúng ta cần cái màn hình với cam 360 chúng ta lắp thôi. Nhưng mà vì là anh Giai anh ấy mới mua xe một chiếc xe mới, và cũng như là anh muốn bảo vệ luôn, nên là anh đã dán PVF này rồi dán phim làm tất cả mọi thứ. Thì nếu mà anh em có nhu cầu liên hệ Trung Auto, bên mình thì chuyên nâng cấp những món này. Và phân khúc mức giá bên mình cũng có rất là đầy đủ, đặc biệt là cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ thợ thì được chuyên môn hóa cho từng mảng khác nhau. Ví dụ độ đèn là một đội khác nhau, dán phim là một đội khác nhau, giúp cho quá trình làm nó gần như là ít xảy ra sai sót nhất. Đấy, nếu mà anh em có nhu cầu thì qua bên mình ủng hộ, hoặc là anh em bấm like, bấm subscribe để ủng hộ mình trước. Đấy, có xe rồi qua múc sau, yên tâm. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video. Bye bye.